Ở video này mình sẽ chia sẻ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý lỗi khi các bạn đưa video vào cái phần mềm Camtasia thì nó sẽ báo lỗi Invalid Unsupported Audio Stream. Đấy, khi mà mình đưa cái video vào. Ở đây mình sẽ tạo mới project nhé. Ở đây mình có một cái video 1 này. Khi mình đưa vào thì nó báo cái lỗi này. Đấy. Thì để khắc phục cái lỗi này, các bạn cần phải convert cái video này sang một cái định dạng tiêu chuẩn. Bây giờ các bạn sẽ cần cái phần mềm xem phim VLC Media Player. Các bạn mở cái phần mềm này. Đó, bạn vào cái phần Media. Bạn vào cái phần Convert. Đó, sau đó bạn đưa cái video bị lỗi thả vào. Sau đó bạn bấm vào cái chữ Convert. Ở cái phần Convert định dạng này, bạn sẽ chọn lựa chọn là chuẩn video H.264 cộng với MP3 P4 ở đây. Và sau đó các bạn bấm vào cái cài đặt. Ở đây khi nãy là chúng ta bị lỗi cái phần audio cho nên các bạn chuyển qua cái tab audio code này. Và các bạn nhớ lựa chọn chuẩn là MPEG-4 audio có chữ AAC. Đó, sau đó các bạn bấm lưu lại. Các bạn tìm nơi lưu nhé. Ở đây mình sẽ đưa về lưu ở desktop. Mình sẽ ghi là test ha. Test 1. Đó, test 1. Sau đó các bạn bấm start để bắt đầu convert. Đấy, một cái video test 1 ở đây. Ok nhé, như vậy là quá trình convert đã xong. Các bạn tắt cái này. Bây giờ các bạn mở lại và bạn kéo cái video test mà các bạn vừa convert thả vào. Bạn chèn vào. Đó, ok. Như vậy là đã thành công.